Phổ Minh của kênh Đi Chơi TV xin mến chào các bạn. Các bạn nhà mình ơi, Phổ Minh đang có mặt ở tại thủ đô Seoul của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Và tối hôm nay thì phát hiện ra là có một cái rất là hay ở cạnh khách sạn, thì Phổ Minh sẽ giới thiệu với các bạn luôn các bạn nhà mình nhé. Thì Phổ Minh đang đứng ở đây là một cái khách sạn rất là đẹp. Tất nhiên thì cái như Phổ Minh đã có cái video ở phía trước, tại cái vị trí của trước video này, Phổ Minh có giới thiệu về cái điều lưu ý trong khách sạn. Đây chính là cái khách sạn có tên là Golden City Hotel, một khách sạn 3 sao, nó có tổng là 160 phòng và 14 tầng. Nó đây có hai cái tầng âm ở phía dưới. Và cạnh khách sạn, đây là khách sạn mà nằm ở tại cái vị trí của cái khu Đông Daemun, là một trong 25 cái khu của hay là một trong 25 quận của thủ đô Seoul. Thì như các bạn biết là đất nước Hàn Quốc hiện nay thì có 17 tỉnh thành phố và các tỉnh tự trị. Trong đó là có một cái thủ đô rất là đẹp, đó chính là thủ đô Seoul nằm bên bờ sông Hán. Và thủ đô Seoul thì có với hơn 600 cây số vuông về diện tích thì có tất cả là 25 cái khu, 25 cái quận. Thì Phổ Minh đang đứng ở khu Đông Daemun. Thế thì đến Hàn Quốc, nếu như ở người Việt Nam mình trước đây ta biết đến các cái trung tâm mua sắm lớn gọi là đại trà đấy, tức là ví dụ như Big C, như Metro hay là Copmark. Sau này thì ta biết đến các cái cửa hàng tiện lợi như là Cycle K hay là Vinmark. Thế thì người Hàn Quốc người ta cũng có một cái nơi như vậy, đó chính là cái mà Phổ Minh đã gọi là Ku hay là viết tắt Seoul Ku, là cách đọc của Việt Nam mình thôi nhà mình nhé. Thì thưa các bạn, là ngay trong cái trang website của cái kênh của cái hệ thống siêu thị này, người ta đã ghi là đây là cái niềm tự hào của người Hàn Quốc trong mua sắm của người Hàn Quốc. Vậy thì Ku nó là cái gì? Ku nó là viết tắt của cái chữ là convenient you, tức là tiện lợi, thuận tiện nhất cho bạn. Đó, convenient you, và chữ viết tắt chữ đầu tiên của cái chữ C, và chữ you thì viết tắt bằng chữ U. Thành ra là ta viết, mình đọc tiếng Việt là cool, đúng không các bạn? Nice to cool, tức là đẹp đến cool, là cái câu khẩu hiệu của họ. Thế thì có một cái điều tuyệt vời là hiện nay là họ có tất cả là hơn 8.000 cái cửa hàng này, cửa hàng tiện lợi này, cái khu này. Và trong hơn 8.000 cái khu đấy thì người ta ước tính là một tháng là có khoảng 8 triệu lượt khách ghé thăm. Thì người ta ước tính bình quân là mỗi một người dân Hàn Quốc là một ngày, một tháng là đến với siêu thị này một lần, tức là ít nhất thì các bạn nhé. Thì bây giờ cái siêu thị ấy như thế nào thì mời các bạn cùng với Phổ Minh ta sẽ dành ít phút để ta sẽ tham quan. Tất nhiên thì đây nó chưa phải là cái hệ thống lớn, bởi vì nó cũng giống như là cái Vinmark hay ở Việt Nam của mình đó. Thế thì nó một cái hệ thống tiện lợi. Thế ta lại, các bạn đã đi với Đông Nam Á, với đến với Thái Lan, đến với các nước khác, thì các bạn thấy nó có cái hệ thống 7-Eleven, thì đây nó có cái hệ thống Ku. Vậy nó có cái gì khác, cái tiện lợi của Hàn Quốc nó có gì khác Việt Nam của mình, thì mời các bạn cùng Phổ Minh di chuyển nhé. Ok, thì sang bên kia mình sẽ dùng cái mạng của họ. Đây là các em lễ tế tân. khách sạn Golden City. Đó, thì đây là cái cửa này, ấm một chút này các bạn này, là ta sẽ di chuyển sang phía bên đây. Bây giờ là 1:10 của Hàn Quốc các bạn ạ, tức là nhanh hơn Việt Nam của mình là 2 tiếng. Ở đây là múi giờ cộng 9, mình là múi giờ cộng 7. Thì là Việt Nam của mình đang là 9:10, bây giờ là 11. Đây là có cái trạm chờ xe buýt, thì có các cái cột sang đường. Thì ở sang đường Hàn Quốc khác Việt Nam mình một cái là ngoài cái việc mà đèn báo đèn đỏ như này thì nó có một cái nút bấm ở đây các bạn ạ. Có một cái nút bấm ở đây, mình muốn sang đường mình ấn ở đây mình xin đường thì nó sẽ dừng để mình sang. Tất nhiên đây là khách sạn mình vừa bước ra này, khách sạn rất là cao luôn. Đó, và đây chính là cái mà siêu thị của mình đang muốn giới thiệu với các bạn, cái Ku đấy, Seoul Convenience You. Đó, và mình sẽ cùng vào trong các bạn nhé. Thì cái hệ thống siêu thị này thì như Phổ Minh đã nói là hiện nay thì nó có hơn tất cả là, để ta bước vào thì trong này cái rất là ấm luôn. Đây là khách của Phổ Minh, anh đang ghi hình chút. Anh mời em. Đây là món kem của Hàn Quốc này, kem lạnh luôn, kem cá. Đây, các du khách của Phổ Minh thì các bạn thấy này. Đây, nó ta bước vào trong thì thấy không gian rất là rộng. Anh quay trực tiếp luôn. Đây nó có một cái quầy, là quầy nó ghi là cooking zone, tức là cái quầy ăn uống. Thì ngay khi ta bước vào ta sẽ bắt gặp ở đây một cái các cái đồ uống nóng, cái đồ uống không có đá. Đó, của cái siêu thị Ku cả tiếng Anh và tiếng Hàn.
Đây đặc biệt là nó có một cái mà rất khác Việt Nam của mình là cái khu mà self service zone, tức là cái nơi mà phục vụ cho bản tự mình tự phục vụ. Thì tự vụ nó có cái gì thì các bạn thấy đây là có cái hệ thống lò nướng và lò vi sóng này. Đó, và đây là các anh khách tự phục vụ, dưới đây là các cái khu thùng rác này. Đây là quầy kem này. Cái bước vào là cái quầy tự phục vụ bên trái luôn, tức là bên cạnh cái hồ shopping thì có thể ăn ngay, rất là tiện lợi cho dân văn phòng. Sorry sir, I give you record it. Đấy, đó, thì đây các bạn thấy này, có đũa, dao, dĩa, khăn giấy này. Đấy. Là các anh các chị của đoàn Việt Nam nhà mình. Đó, My Vlog. Đó, các bạn thấy không? Thì tấm đây chia các cái quầy cũng giống như bên Việt Nam mình thôi. Và đặc biệt là Phủ Minh rất là thích khi mà ta vào với 7-Eleven của Thái Lan hay ở các nước khác, thì ta thay vì là đặt các cái tủ như Việt Nam mình, cái tủ họ làm âm trong tường như này. Khi mà họ làm âm như này thì mình cảm giác các bạn nhìn bề ngoài như thôi, nhưng mà khi ta lấy một cái đồ uống ra thì trong nó rất là lạnh nhé. Thì cái đồ uống ví dụ như là đây một cái chai Fanta của mình, là nó rơi vào tầm khoảng là 1.200 won, tức là nó rơi vào tầm khoảng độ 24-25 ngàn của mình các bạn ạ. Đây là cái tủ đồ uống đặt âm, và đây chính là cái khu mà đồ gia dụng, bàn chải dành cho du khách, rồi là các cái đồ rửa tay rất là nhiều luôn. Thì không biết các bạn cảm nhận thế nào, nhưng Phú Minh thấy là so với cái siêu thị ở miền Bắc của mình, tiện lợi của miền Bắc của mình, là cái ở Việt Nam của mình là cái 7-Eleven, thì cái này nó có không gian nó rất là rộng. Và thứ hai là cái lượng du khách họ xếp hàng mua cái bày sản phẩm nó cũng khá là đa dạng, các cái đồ uống này, đây là các cái đồ snack mì tôm này, và đặc biệt là rất là ấn tượng đây là cái đồ ăn, chủ yếu là đồ ăn là chính các bạn nhé. Nhưng bên mình thì quầy rượu đây, đó, đây là các cái đồ fast food, và bên ngoài kia là quầy thanh toán, bên kia là quầy thanh toán luôn. Đây là các cái sữa tươi, giá nó cũng không đắt đâu các bạn, 1.500 won, tức là nó rơi vào tầm khoảng độ 30.000 tiền mình. Đây là khu xúc xích này, đây là quầy sữa này, đây là các cái kho của mình, cái kho này là cái quầy xúc xích. Merci sir. Đó, đây là xúc xích luôn này. Quầy thanh toán. Đây là các cái mì tôm pha. Thì cái mì tôm ly ở đây họ bán 3.500 won, tức là nó rơi vào tầm khoảng độ 70.000 tiền mình. Nhưng nó có nhiều loại các bạn nhé. Đây, cái vị này của giá đỗ này, rất là ngon luôn. Đây chính là cái khu mà thanh toán. Đây nó có một cái máy hệ thống pha cà phê tự động. Đây các bạn này, khu nước sôi nước nóng để phục vụ khách luôn. Tức là các bạn thấy là thay vì nó như ở Việt Nam của mình thì chỉ bán mang đi, hoặc là ta đứng chờ nhân viên để làm, thì ở đây là họ sẽ có một cái quầy service zone, self service, tức là phục vụ tự phục vụ. Nó rất là hay. Và có một cái điều mà nếu các bạn du lịch Hàn Quốc nhiều hoặc lần đầu tiên đến Hàn Quốc, thì các bạn lưu ý là khi ăn buffet hoặc là đến nhà hàng, trừ khi là những nhà hàng sang trọng hoặc là đến nhà hàng mà ta ăn thường thôi, còn là ăn setup thôi, còn lại là ăn buffet, thì đa phần là các đồ ta lấy ra và tự dọn bát luôn, giống như Đài Loan, cũng khá là văn minh. Tất nhiên thì với nhiều người mà quen phục vụ thì sẽ không thích điều này, nhưng của mình cho rằng đây là cái ý thức tự giác rất là cao. Và đây là cái quầy bánh mì của họ, quầy thanh toán. À, có một cái điều đặc biệt ở trong cái siêu thị này là các cái đồ thuốc các bạn nhé, cái thuốc lá trong đây này, các bạn nhìn thuốc không? Thì họ để và đôi khi là có cái phần che đi, vì bên đây là thuốc và rượu là những cái sản phẩm họ đánh thuế rất là cao. Đây là các cái pho tượng nhỏ, hanbok. Và của mình có nhìn ở chỗ các anh khách đang ngồi kia, các bạn nhìn thấy không? Là nó có một cái biểu tượng là không phục vụ rượu và bia ở trong cái quầy tự phục vụ này. Đó, có một cái gương cầu ở phía này để có thể quan sát được dễ hơn, có các camera các góc. Như vậy là Phú Minh đã đưa các bạn dạo một vòng quanh cái vị trí của cái siêu thị có tên là
Convenient You hay viết tắt là CU. Nhớ vào cái siêu thị tiện lợi để mua sắm các bạn nhé. Và nếu bạn nào mà gần khách sạn hoặc là ta cần tìm các cái đồ để cần thiết để mua sắm phục vụ cho những ngày ở Hàn Quốc mà ta quên mang ở Việt Nam thì đây cũng là một cái nơi mà rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên click nút chia sẻ, nút like, hoặc là không thích có thể dislike. Và đặc biệt là đừng quên click nút đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo của mình nhé. Bye.